Xin chào các bạn. Trong bản video này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách quản lý phụ đề cho một video YouTube. Chúng tôi bắt đầu nhé. Trong ví dụ của chúng tôi, đầu tiên là chúng tôi sẽ xem cái bản video này toàn màn hình. Ở phần dưới, ở bên phải, các bạn thấy có biểu tượng ô vuông với từ CC, tức là Closed Captions, chứng tỏ rằng video này có sẵn một số phụ đề. Để bật lên phụ đề là chỉ cần nhấn vào biểu tượng CC và dưới đó là dòng đỏ ở đây chứng tỏ rằng là phụ đề đã được bật lên. Bây giờ để xem phụ đề với video là chỉ cần phát và các bạn sẽ đọc được những phụ đề. Bây giờ để xem các phụ đề khác, các bạn là chỉ cần nhấn vào biểu tượng bánh răng và bánh răng này, cái dòng Subtitles CC trong mục đơn là số 3, chứng tỏ rằng là có 3 phụ đề sẵn có cho bản video này. Các phụ đề khác ngoài tiếng Anh Hoa Kỳ là tiếng Việt và tiếng Anh tự động tạo ra bởi YouTube, có thêm một cái dòng dịch tự động mà chúng tôi sẽ xem chức năng này trong một cái bản video khác. Vậy để xem bản video tiếng Anh này với phụ đề tiếng Việt, các bạn là chỉ cần chọn Vietnamese tiếng Việt. Và bây giờ là tôi sẽ phát lại video tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt. Hi, my name is Bill Lett. I'm going to talk about disciplined entrepreneurship, 24 steps to successfully launching a new venture. Vậy các bạn thấy cách quản lý phụ đề cho một video YouTube là rất đơn giản, phải không? Chúng tôi mong rằng bản video này đã mang lại lợi ích cho các bạn. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm đến các video của chúng tôi. Xin chào các bạn.